chào anh em nha. Đây, bữa nay mấy anh em tôi lâu lắm rồi mới đi quay lại vui đây. Bữa nay là ngày lễ nha. Thằng kia bỏ khẩu trang này chứ. Đây là lên hồ hấp xàm mấy anh em tôi câu cá rô phi. Câu cá rô phi với là đem theo cái gì đó. Màu bữa nay đem theo cái gì đó. Nãy giờ mấy anh em đang sổ cái dù ra cho mát này. Có hai con vịt nữa. Đặc biệt hôm nay là có con chó của tôi nè. Ê, đổ. Nhân vật chính á. Nhân vật chính á. Đây, đang sổ cần rồi đây. Cần dài dữ ta. 6.3. 6.3 luôn à. Ừ. Đây là cần thủ tên gì cần thủ? Thời, à? Thời, thời. Thời. Thời từ Sài Gòn. Thời là anh của Thịnh. Ừ. Đó. Đây là lão già làng nha. Ừ. Giờ câu hướng ở đây. Câu hướng nào được? Qua chắc mà qua góc bên kia kìa. Qua góc mà đó. Ừ. Chỗ đó. Cứ có câu cá là hú tôi chạy qua quay nha. Dạ ok. À, hơi cần hay một cần. Thì hai anh em tự thiết kế nhau đi. Không, chào anh câu. Còn anh em bên đây thì cứ đâu cứ đâu. Anh em bên đây thì làm việc. Có gì chi để anh tốn cho anh lấy cái à tao thôi anh em đi câu. Anh em mới tự thiết kế cá đi. Còn mình thiết kế việc. Để đi. Phân chia nhau mà làm thôi. Mà cao phải có nha. Toàn cảnh như thế này nha. Bây giờ không có quá chịu quá. Lâu lắm rồi anh em mới đi quay lại. Hả? Sao ba lưỡi? Mua nó 5 lưỡi mà giỡn mày. À 5 lưỡi đúng không? 5 lưỡi mà giỡn mà. Đây xe cộ anh em để bên đây. Hôm nay là chơi dưới chân suối thôi nha. Bình thường mấy anh em là hơi lên lên trên suối hồ trên kia này. Bữa nay thôi chơi gần này thôi. Đây nguyên hồ bự đây. Lấy gì vậy? Cước à? Cước có kia nè, cước đây có quá trời mà thằng Trịnh nó vỡ là không có. Không có lưỡi. Lưỡi à. Đây. Cần này dài nha. Cần này ngon quá. Đây có cái khô. Đây. Cái cổ đó. Hả? Cái cổ chứ. Cái cổ hả? Không mày đợi xíu đi, đợi xíu đi. Xíu đi. Đây nghe nè, giới thiệu thành viên mới đây nè. Đây, Muôn, tên Muôn nha. Nó thấy mình lội nước nó cũng chui theo. Còn á, lấy Muôn ơi. Muôn, lấy. Lấy đi. Đây là dòng là cho cỏ nhưng mà cũng lai lai cho xe nha. Con này được. Con nước á, con nước á. Trời hôm nay thì tương đối là nắng. Trời kiểu mà vừa nắng vừa mù á. Nói chung cũng dễ chịu thôi chứ không đến nổi nào. Đúng rồi anh em. Trời dày nói chung là cũng dễ chịu đúng không? Cũng không đến nổi đâu mà nắng lắm đâu. Giờ là lên cọc cước phải không? Đây, mát thanh niên này. Đó. Muôn, lại đây. Chù, mát ghê à. Đây tự nhiên có cái thùng phi ta. Hả? Đây tự nhiên không có cái thùng phi là làm gì không biết. Kia luồn cực lắm, luồn công phu mà nó vui. Giờ mấy anh em đang chặt cây. Thui qua cái lông vịt nha. Sáng nay đi là anh em quên đem sâu luôn. Không đem sâu để mà nấu nước luộc. Bây giờ phải chơi thiêu lông luôn. Này lâm mới lên đây. Ô chị ngủ qua đây có làm chí. Chị ngủ qua thôi. Chỗ này. Chỗ này bây giờ mình thui sơ qua đi, thui đỡ qua cho coi. Muôn lui. Ok đi. Diễn là diễn qua còn phủ đại mà chạy. Ờ. Múc qua. Chạy qua đi, múc đem qua. Chỗ ai đi? Chỗ ai được á? Để coi cái cây nó sửa cái cây cầm hay ha. Lâm két. Két có gì đi Lâm? Lồn luôn đi, dứt luôn đi. Ờ, lông thui tôi chứ giờ sao? Được mà, thui được mà. Ừ. Thui bình thường thôi chứ. Chắc nữa đầu mà đớ quá thì cái gì cũng ăn hết đây. Cỏ đó thì cỏ thôi. Đủ rồi ta. Đủ chưa? Còn để cho ít để nướng. Bao nhiêu rồi Thịnh ơi? Thank you.
mà cần gì lối tắt. Thì tôi gửi định vị ngoài đó mà. Tôi gửi ngoài đó cho mày biết đường mà chạy vô đây không. Đây nha, toàn cảnh anh em đang chuẩn bị lên củi lên lửa. Bà chó này bà. Nhảy biết sao. Xe dùng cái đầu. Anh em bây giờ mới phát hiện một cái chỗ cực kỳ là mát luôn. Đi. Chỗ này là tạm thời là mới làm xong lông rồi đó. Lâm đang làm ruột nha. Lâm lên sau Lâm. Ok. Ờ lên sau nha. Đi. Lên chỗ đây. Mu. Đi đi trước đây lên. Ừ, mát lắm. Đi, đây. Anh nên bây giờ thì đang làm việc trước hả? Còn một tay thì đang đi câu cá. Đây, đó, chỗ này được á. Đây, không bị cho ra đây. Đúng mát đi. Đã đó. Không được không. Ừ, làm xả rồi luôn. Quá trời cá làm lắm à. Chắc là có ăn không phì là quá. Cái này có ăn phì lắm. Cái là canh cao canh này nó không ăn xấu á. Vừa xuống thì thấy một đồng chí đang lấy thang lên. Ui rớt. Mấy cái thang này là mấy cái thang hồi nãy mấy anh em thui lông vịt á. Lấy này đốt cho nó dễ. Đó. Tí nó ngay chỗ đây ngồi ở đâu? Ngồi bên kia hả? Đây, bên đây nướng nha. Ngồi tí nên tôi ngồi bên kia. Còn con này, con chó này lì quá, này xích lại rồi. Chú càng lâm. Xong chưa Lâm ơi? Xong chưa? Giờ thì nướng kia đi, đây nướng ra. Làm nhớ, làm hả? Đủ. Ấu mấy cái tự á. Còn đồng chí này đang làm gì? chặt cây làm cây chéo tam giác để anh em tôi gác việc đây nha. Bị sang phòng nước. Tí nữa mình lấy cái dây rừng á cậu, có kiểm lấy cái dây rừng á cậu không? Ừ đúng không, có cái chéo cậu cũng được, cắm xuống được. Lên thôi. Thân này thịnh này. Con tỏng rồi nhưng đừng có cá. Con lành lùng. Cá rừng là tí mẹ, phải tu đủ mẹ 100 á. Đoan qua mẹ. Rồi, mạnh tới đây. Cái này là đáng vô tư rồi. Thôi, bây giờ cô mấy anh em ướp nè. Con nói từ đó nó không hay khó chịu. Bên kia thì anh Tấn đang đang cắm mấy cây trống nha. Đó, thang thì đang lên. Rửa xả lại đi. Đồng chí Lâm sẽ ướt. À. Ồ. Nãy hai vịt anh em nãy thui hết rồi đó. Hai con luôn, lấy thôi. Che cái đầu lại. Cái đầu. Đừng cho thấy cái đầu. Cầu quá. Che dùm cái đầu lại. Lấy luôn con luôn, để hai con nhìn cho nó hoành tráng. Ê, đừng cho mang lẹn nữa. Lưỡi dài mà mang lẹn nó còn bu lên nữa. Nóng thế.
Bây giờ nhắc tí nhắc xả vô cái bụng này. Mà kiếm cái gì nãy tao bảo mà đem kẽm chứ khâu lại lại này. Kẽm. Xuống đi Thành. Xét ra cây đĩa anh đặt vô. Ngửi vô đây lỡ tăng. Ai, tầng cảnh mấy anh em làm này. Anh cho cái này đi. Cắt vô luôn đi. Tôi đặt cái máy qua đây nha. Nóng thế trời. Ở đây dập ra đây Thịnh này. Này cái tên các bạn là dập ra luôn này. Đây có cái mâm đây luôn mà. Anh em đang chơi tự nhiên luôn hàng nãy. Lấy cây đập luôn. Thôi lên trước một con đi. Anh em bây giờ lên trước một con nha. Ui, đúng dân dã này. Vì cháy mày, cháy mày. Để cao cao đi chứ. Cao cao. Cao cao đi. Lấy củi ra bớt đi, củi nhiều dưới này. Lấy củi ra bớt đi. Lấy cây tỏng rồi, tỏng rồi. Tỏng rồi, tỏng rồi đi. Tặng ra đi. Ui. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đấy. Rồi, giờ ngang kê một cục đá bên kia. Chéo một con qua đây luôn. Hai con. Rồi. Đuổi, đuổi đi. Hai con. Anh đi, tập trung lên đi. Giờ trong thời gian đợi nó chín dọn dẹp. Anh em dọn dẹp xung quanh đó. Chỗ ngồi thành, đó. Bẻ cây luôn Lâm ơi. Chỗ này ngồi chỗ này. Chặt luôn ở dưới cái cây cái chân dưới của ông á. Chặt hết. Nó sạch sẽ xong rồi. Làm ra cái mâm cho nó bài bản luôn. Đây. Dưới toàn cây cực kỳ là mát luôn nha. Giờ mấy giờ rồi không biết. Giờ chắc tầm 2 giờ rồi. Lâm ơi, làm gì vậy? Lâm đang đi kiếm lá lốt kìa. Thôi đi. Như đủ không? Đủ không? Anh em tôi kiếm lá lốt, lốt cái sàn xuống dưới. Đi, vào thôi. Nói chung cái khâu chuẩn bị là lúc nào cũng lâu nha. Phải mỗi người mỗi tay. Người thì cầm máy quay. Người thì đi làm vịt làm đồ các kiểu. Đây.
Tụi nó luôn em. Thả lên không? Còn hai anh em kia thì đang đi câu cá, từ nãy giờ câu mít không thấy con cá nào đem về hết. Thay phiên nhau đi câu à. Ù lá đẹp luôn á. Lấy cái mặt đây hay mặt xanh? Mặt đây, mặt đây kiến nghe, vũ vũ cái kiến. Sao rồi mà? Kiến chắc không mày? Ít quá hay giờ. Ngồi dép chứ. Còn cái này đi cho nó sạch thôi. Thấy không? Cái này tương đối là chín rồi đó nha anh em ơi. Chín rồi đó, nhưng mà rút bớt thân ra đi. Chín rồi đó. Chín rồi mà, thấy chín rồi, chín khô đó, khô ngon chín rồi đó. Thấy ông ngoài ở trong. Vừa đâu. Mấy là nó tắt lần. Cái để cho nó thấm lần dần thôi. Mà phải chờ kiếm cá nó có cá nó mới chín. Kiểu vậy. Đang chờ cá đây mà chưa thấy con cá nào mang về đây mà. Chờ thì nó đang mù mù kia nè mà. Mưa thì chịu cháy luôn á, mưa thì chỉ có được tăng cây thôi á. Bữa là những ông chàng trao ngồi mưa nhậu. Đây, mấy đồng chí vừa về đây. Coi như là không không có một con cá nào hết. Tài chuyển có không em? Lên dù luôn em, để lên dù đây luôn để tí nó đồ đạc mà mưa nha. Em trời bắt đầu đang mưa này. Nè, đồng chí kia nữa này. Đó, đúng hay. Đây đặt cứng à. Giờ mấy anh em dọn dẹp qua. Nhẹ cái tấm bạc lên để nó cắt đồ. Thôi chứ. Bỏ nghề thôi chứ. Bỏ nghề. Câu thì nó câu. Coi như là từ đó là chín rồi. Lên dù xong là anh em nào có điện thoại đồ thì chắc là để đây. Đồ đạc quan trọng thì để đây dưới cái dù đây. Đây, dù đây anh em đây, anh em tôi ngồi bên đây nha. Mà không thấy nó nháp thử ra mưa rồi, mà. Trời bắt đầu là mưa rồi. Má mày gõ mày lỏng áp luôn. Ui, đói rồi đó. Chà nào chà nay đói chứ đói xỉu. Đói xỉu. Để cho nó cầm. Chưa. Để cho nó cầm. Chưa. Rồi. Đồ đạc cái đồ chưa? Lấy cái ghế bỏ. Để qua đây. Cái ghế đâu? Lấy ghế bỏ hết qua đây đồ đạc qua đây. Có mưa sao nó cong vậy? Không, để qua bày cho nó cong vậy đó. Để cho mưa nó chảy xuống đây chứ. Để bớt đi. Rồi xử lý cái này đi. Rồi Lâm. Nào coi luôn đi. Từ nó chín chưa đấy chứ. Chín nhầm chín gì? Chín rồi mà, bây giờ dứt thôi chứ. Chín rồi mà. Đem cong cong qua luôn đi. Thôi tạm thời hôm nay là chỉ có việc tên em à. Chứ còn cá coi như là anh em tôi chịu rồi á. Chịu khác. Câu chưa giờ mà không được con nào. Để chút nữa kêu thằng kia nó đem cá vô. Giờ là phải vô làm lôn đó chứ. Đuổi bẻ nhánh cây đuổi mấy con làng phụ anh em nghe đi. Đuổi mấy con làng. Bẻ nhánh cây mà quơ xung quanh anh mấy quơ á. Tính ngồi đây anh em à. Nhưng mà ngồi đây gai ghê quá rồi. Coi cái gai nào cái gai đó này. Kinh điển. Anh em tôi lại chuyển qua cái bên kia nữa nè. Chuyển thôi. Đây qua đây ăn được. Qua đây trời mà nó có mưa thì cũng có cái dù. Đấy. Rồi. Ngồi gần bếp đĩa này nữa đúng rồi. Đấy. Mưa ngoài trời thì đang mưa li phiêu đây. Rồi ông định đi. Rồi. Ông định chỗ ngồi đi. Bỏ ông mỗi chỗ đi. Thiết kế chỗ ngồi nghe. Tôi không biết á. Hay cứ ngồi rồi. Để tôi ngồi đây tôi có ánh sáng tôi đặt máy quay thôi. Hãy nước, thằng đừng uống nước, để uống bia đi. Xử lý cái kia đi lắm. Đuổi mấy con lang thỉnh, nhiệm vụ mấy lang thỉnh. Đau đầu. Thỉnh. Cho anh em. Giết. Đặt máy quay đây coi. Quên này. Đây. Ui, ngon. Ngồi đây coi cho tầm ăn nha. Má cũng mà không mua thôi cho nước cho nhé. Đu, cậu trúng thưởng. Đây, bây giờ Lâm nó cắt nó bỏ mấy cục qua đây anh em thưởng thức bên đây. Quái. Có cái thớt luôn nha. Đấy. Ồ, đỏ quá. Đây. Đói chưa? Hello. Hai tên niên câu cá đây. Cao mà gọi là cao bơ, là đi bơ, vừa bơ vừa cao mà không có con cá đây. Hấp dẫn á. Đổ đâu. Đây, lấy đây. Không, kêu anh. Một cao thôi, ngồi vô này. Đi sao cái đây nó cao vậy? Để nó có cái cài kìa mày nó kẻ đi. Không, kẻ nó giả đi cho nó có câu vậy. Cẩn tao ăn mày, tao ăn thì sao? Đấy. Ừ, tao bị giỡn mày. Ừ, không lâu.
Đó. Mình ngồi đây mà nó chạy cái này nó cản mình sao sao ăn được. Đó, đó. Đây dài này đó. Nó được chưa? Rồi, cô bia, cô bia. Sáng rồi dù. À quá. Có bia đúng không? Đây khui dùng luôn. Nó đóng lửa. Khui dùng á. Khui một lon. Mỗi vườn lon chưa? Đấy đủ rồi. Ừ. Anh khui chưa? Có rồi. Rồi có rồi rồi. Đây này thấy đây. Đây. Đó đây. Thôi nay mình ăn 30 tấn đi. Rồi. Đốt đóng dùng luôn. Giờ chú kia ngào đâu được. Tính là nồi bếp lâm chặt đồ cũng bề bản này. Làm mẹ. Bớt ngang, giữ nè. Vừa giữ giữ. Chị qua kia thế này cho nó vô cái ống. Đụng mà chị uống mà sao ló là đất tùm lum hết trời. Không ngồi đó không được, ngồi đi, cứ ngồi đi. Rồi. Rồi. Em ăn vô lần thôi. Nha. Hôm nay anh Tấn lớn nhất anh Tấn mời mấy em cái đi. Chúc mừng là trước mắt là mời ly bia. Rồi mời mấy chú đi. Mình tính sao? Rồi. Tính sao? Chúc mọi người vui vẻ. Vô nha. Vô. Coi như hôm nay là cá mắm nó coi như là bỏ mày có hai cái gì. Lâm lấy có cái ly dân Lâm chưa? Có chưa? Nên tôi ngồi giữa rừng sông núi vậy nghe. À, mời mọi người nghe. Này. Mình chạy khúc cay luôn. Mà lên này uống bia nó ngọt lắm. Ừ. Ngọt hơn ở nhà nhiều quá. Rừng núi mà là. Anh em mình để qua bên. Thôi để ý thôi. Này, mùng này. Không cho Lâm. Ui, cũng được. Không được đóng gì. Nó chẹt ra khúc cay là một thứ. Mình thấy ngon hơn. Hiểu mà. Ừ. Xong con này nó nọ. Nè tí nữa anh em bỏ bên này miếng này. Trời hơi xa đó. Chó. Bỏ qua đây xí này chứ. Đấy, bỏ đây xí mà vẫn dở mà. Này bỏ thiệt qua đây xí chứ. Đúng không? Đó. Chia ra chứ đồ hai ông này để một góc đó hai anh em ăn không ơi. Dành ăn đúng không? Luôn. Lẩu phải xịt vô chứ sao quá không xịt vô được ngào vô được thôi anh em làm cái nữa đi cái vô Lâm này coi giờ con Lâm này vô. Mời mọi người nha rồi vô yeah. Vô bên đây rồi vô anh ta sạch bóng em cũng đoán rồi ôi trời quá rồi mọi người dùng màu đi thôi kiếm miếng màu đi à, mời mọi người ăn đi à, vịt đông vịt đông vịt cỏ đấy gọi vịt cỏ để đỏ qua đi mình ăn đi. ăn đi đuổi thằng nhiệm vụ của thằng thịnh đừng có ăn gì hết ngồi đuổi thôi miếng này làm ăn nghe Lâm ủa rắn ăn đi ngon ngon quá việc này là nó không có bị mỡ nha mọi người cỏ mà mỡ gì thằng giấy thì lấy lá cây nha chơi dân dã mà việc này làm nhanh là mình chỉ nướng mùa thôi nha còn nếu mà mình nướng làm món ngon hơn thì mình làm món ngon hơn nữa gọi là việc gì tiếng mềm luôn à thơm luôn mà vì quay Bắc Kinh hả thơm luôn nhân lưu nha là ăn rồi chứ nhân lưu nướng nhân cái lưu gì giữ cái gió đâu có ngon gì mà nướng nhân giả ngon ngon dữ ngon thảo đây làm miếng làm cớ quá còn cái đi vô. Ừ nha rồi vô rồi chừng cá rồi đó cá nó mày cái đó nên à. Lâm này bằng tuổi hay là nhỏ tuổi bằng Lâm bằng tuổi kêu Lâm hay sao Lâm cho dễ kêu quen đi à anh em bọn mình quen anh em quen nhau đi đây Lâm giới thiệu đi nó trong đó vô là phải rửa đi. Lâm đến từ đơn vị Đức Hiệp. Lâm nhậu ở đâu là Lâm ngủ ở đâu? Lâm ở Đức Hiệp hả? Hiệp qua cầu xin lỗi đi. Cầu xin lỗi mà cái hướng mà
cái hướng mà cầu cái hôm nay là ai anh Tấn giới thiệu rồi đi chứ anh em quen biết không, tại vì nhóm này là hai nay đi là có hai nhóm em, còn hai anh em đây, còn bên đây là hai anh em bên đây đó, còn tôi nữa đây là có nhiều anh em mà chưa biết với nhau biết cái chỗ mà đường lộ mà gần được dụng nó có rừng Nguyễn Bá Lon đường Bồ Đề rồi đó ngã ba đi lên đường đường sát đường này nó hiểu đó à cho nó biết mà mời cứ đi còn còn hai ông bọn ở đâu à mình thổ địa mà không với được gần thổ địa thổ địa gần đây Đức Phú em gần nữa đường ra Phước Bình chị ra Phước Bình này mình Sài Gòn về vô đi anh em mình vô đi vô cái lễ 34 Phước Bình là chợ hả. Đúng rồi. À trời. Mấy quán bình không? Bình chè á. Chẳng biết mà. Hai, ba, vô.